thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo hướng thiết thực hiệu quả cho ủy viên Trung ương Đảng, là những đồng chí được Đảng phân công đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt có hiệu quả tại các cơ quan tổ chức địa phương. Từ yêu cầu trên, chương trình của lớp học được xây dựng gồm 9 chuyên đề bao quát khá toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo mang tính tư duy dài hạn gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045. Báo cáo viên được mời là các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng. Bên cạnh đó, ban tổ chức lớp học cũng mời một chuyên gia Trung Quốc cấp bộ trưởng là nước có chế độ chính trị gần với Việt Nam trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng nghiên cứu tham khảo đồng chí trương thị mai mong muốn lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức là dịp để các ủy viên trung ương nhìn lại nửa nhiệm kỳ và trách nhiệm của từng đồng chí đối với nhiệm vụ được giao từ đó nỗ lực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất nâng cao bản lĩnh năng lực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của đảng của đất nước